Một em chuột không gầy, thiết kế sống ọp ẹp. Đó là con chuột của anh hàng xóm, chứ không phải em chuột chỉ 200 cành đến từ nhà Logitech này. Đây là em chuột kết nối không dây 2.4GHz, kết nối được với cả PC và laptop. Có 3 nút chuột trái, chuột phải và con lăn, lướt tốt trên mọi bề mặt. Ngoại hình thì quá là sang luôn, chỉ 75g, phù hợp với nhiều kiểu cầm khác nhau. Làm tốt các tác vụ văn phòng và chiến cả game luôn, quan trọng là không phát ra tiếng. Thế này á, tha hồ lấy nút trong rừng. Ở dưới này thì có cả nút tắt bật, và được tặng kèm cả pin, dùng luôn cả năm. Mà mình thấy em này rất là màu mè nhá, có tận 3 màu mà màu nào cũng trái. Xanh này, đỏ, lại còn đen nữa. Đấy, mấy ông bà nào mà hay làm việc riêng trong giờ là phải book ngay em nó nhá.